55. Năm ơi. Ủa ai vậy? Tư nè. Trời ơi. Ủa khỏe hả? Trời ơi. Gặp cái gì vậy? Gì vậy? Sao lao? Gặp mỗi ngày mà làm như là lâu lắm không gặp vậy đó. Lịch sử. Lịch sử gì? Sao bên đây làm gì qua đây khuya vậy? Buồn quá mới qua kiếm ông nói chuyện tâm sự chơi nè. Cái gì? Công việc buồn quá qua kiếm tôi hả? Làm gì buồn? Nghe thằng Bảy nó nói là ông mới nhận được mấy cái dự án mà. Mà dự án nào là dự án đấy, toàn là dự án khủng không à. Giấu tôi nữa. Có đâu. Trời ơi, tôi thất nghiệp cả tháng trời. Thất nghiệp cả tháng trời. Này là sợ tôi mượn tiền quay giấu phải không? Xạo phải không? Trời ơi, sợ mượn tiền thì tôi ở nhà tôi chứ bắt gì tôi qua tới đây tôi kiếm ông mà sợ mượn tiền. Chứ làm sao? Nói thiệt. Cả tháng nay thất nghiệp. Cái buồn quá, đủ thứ chuyện lo lắng tùm lum, cái sợ bị stress. Qua tìm ông nè. Tìm tôi làm chi? Thì đừng nói rủ đi nhậu nha. Thì cũng tính rủ nhậu. Trời, hay quá ha. Nhậu này là nhậu có mục đích. Mục đích gì? Thì có nghĩa là ông, thì ông biết cái mối quan hệ của tôi ông với thằng Bảy rồi ha. Cũng anh em chơi chung với nhau. Cũng tương đối thân thiết. Rồi sao nữa? Tính nhờ ông nói giùm tiếng. Nói giùm cái gì? Ủa bình thường là tôi thấy ông giỏi dữ lắm mà. Sao nay tự nhắc tới thằng Bảy cái ông buồn thiêu vậy hả? Ủa có chuyện gì hả? Thì giờ tôi với nó cũng hết làm rồi. Hết làm với nhau rồi. Nhắc tới nó buồn vậy hả? Có trách móc nó gì không? Lỗi nó không? Lỗi nó không? Biết sao? Tôi nói nghe nói sao? Ra tôi tức lắm. Ông biết tôi hồi xưa giờ là kiến trúc sư độc quyền cho đúng công rồi. Ty của thằng Bảy. Tôi giúp nó làm biết bao nhiêu cái công trình rồi. Mà khách hàng người ta khen không chứ đâu phải là chê đâu. Rồi sao nữa? Mà sau này tự nhiên cái nó thay đổi không ơi? Thay đổi hả? Thay đổi. Tự nhiên cái giờ nó không kêu tôi làm nữa. Những cái mà dự án sau này ha, nó mời một người khác. Thế vào vị trí của ông? Mà nó tưởng tôi không biết. Tôi biết hết trơn. Biết hết luôn hả? Tôi buồn nhưng mà tôi nghĩ thôi, mình bạn bè anh em mà, tôi bỏ qua cho nó. Vậy ra tính ra là cái gì ông cũng biết luôn á. Chỉ có biết điều là ông không biết thôi. Cái gì vậy? Thôi nên mệt quá đi. Làm như tôi không biết vậy á. Tôi, ông với thằng Bảy là chơi chung với nhau từ nhỏ tới lớn. Thì công việc của tụi mình cũng giống nhau. Lý do mà nó gọi là nó không kêu ông nữa là do ông. Là do ông. Thấy không? Mình là kiến trúc sư mà. Càng ngày là mình phải cập nhật nhiều cái mẫu mới. Mình phải cập nhật mỗi ngày luôn á. Còn trong khi ông á, những cái mẫu mã của ông gì đâu mà đưa ra một cái toàn là mẫu cũ không. Thấy không? Bởi vậy nó cũng lấy, nó tâm sự với tôi. Nó lấy cái mẫu của ông nó đưa cho khách hàng. Nhưng mà người ta không có chịu. Người ta nói cái mẫu này cũ quá. Thấy không? Xong nó góp ý với ông á thì ông không nghe. Ông bảo thủ ý kiến, ông nói là mẫu này vậy mà cũ cái gì. Đây là ông mới thiết kế lần đầu tiên luôn á. Rồi chưa hết nha. Mình làm thiết kế thì người ta trả tiền cho mình thì mình phải thiết kế theo khách hàng. Còn ông là ông đi gặp khách hàng là ông xúi khách hàng là thiết kế theo ông không. Riết mà mấy cái nhà mà gần đây là của ông làm mà toàn là giống nhau không á. Thấy không? Cái này là lỗi của ông không cập nhật mẫu mới. Cho nên là nó không có kêu ông làm nữa, nó mới kêu người khác. Nó cũng nói với tôi này cho nên tôi mới biết đó. Tại lúc đó tôi cũng nghĩ cái mẫu của mình là coi như là nó mới rồi thì mình làm mới nữa làm chi. Mình để mẫu vậy thí dụ như 5, 2 năm, 3 năm gì đó mình hãy thay đổi, hiểu không? Trời ơi. Rồi đó, rồi rốt cuộc đó giờ nè, thất nghiệp đúng không? Rồi cả tháng nay rồi làm gì? Kiếm được công việc mới chưa? Ông làm những cái nghề của mình ta dễ giao công trình cho mình lắm. Thành ra vợ nhà lo nào phần cơm áo gạo tiền. Rồi con cái lớp nó đi học, lớp tiền sữa, tiền ăn uống. Trời ơi. Lãnh với số bán. Tướng ông thì bán vé số là đẹp á. Trời đất ơi, tôi bán vé số nặng vợ tôi cũng từ tôi luôn. Chứ bây giờ ông phải có một cái cách, một cái biện pháp nào đó. Chứ bây giờ không để ông ngồi đó ông buồn hoài. Rồi ông thất nghiệp cả tháng nay cũng không lo đi kiếm việc luôn. Giờ ông muốn cái gì thì ông nói đi rồi tôi giúp cho. Nói nghe nè. Tôi tự tôi cảm thấy nha. Trong bản thân tôi nha. Cái năng lực tôi còn nhiều lắm. Trời, đủ vậy đúng không? Thiệt, tôi có nghĩa là cái đầu tôi á, cả tháng này tôi ở nhà tôi cũng nghĩ ra được nhiều cái mới lắm. Mẫu mới. Nhiều, đúng rồi, nhiều cái ý tưởng mới, mẫu mới. Rồi. Mà tôi không biết sao tôi nói chuyện với nó được. Ông là bây giờ là muốn nói chuyện với thằng Bảy đúng không?
Ừ thì đó, tôi tính nhờ ông bạn bè nói giúp vô một tiếng. Được rồi, bây giờ đợi xíu tôi dắt ông đi qua bên đó rồi gặp, xong rồi ba đứa mình ngồi xuống rồi nói chuyện cho nó dễ. Thôi trời ơi, gặp vậy chẳng khác ba mặt một lời. Giờ ông, nếu mà ông giúp tôi rồi á thì thôi ông rảnh rảnh ông mời nó đi nhậu đi, tiền tôi trả cho rồi ông nói vô giùm tôi chứ tôi nói cái ông ở nhà rồi xong rồi cái nó nhận tôi vô làm luôn, nó khỏi nhận ông. Thôi chị sao được, muốn thì phải đi chung, ông mạnh dạn lên chứ ông làm gì ông yếu đuối vậy hả? Bạn bè anh em với nhau không à, có gì để tôi nói cho, thằng Bảy nó cũng biết điều mà. Giờ tôi tính nhờ ông á, nói giùm nó một tiếng tôi đi, để tôi làm lại. Chuyện của ông thì ông nói đi chứ, ông suy nghĩ cách rồi ông nói đi, rồi tôi đệm vô thôi, hiểu chưa? Thì thôi cũng được, nhưng mà giờ có lời nói của ông tiếng nha. Ừ biết rồi. Giờ ông gọi điện thoại cho nó đi. Ừ nói nó một tiếng đi. Ủa gì? Chuyện của ông gọi chứ sao bắt tôi gọi? Thì tôi gọi nhưng mà thì lấy điện thoại tôi hả? Ừ lấy điện thoại ông gọi đi. Hết tiền rồi lấy máy ông gọi được không? Trời ơi sao tiền đâu không nạp. Trời ơi cả tháng nay thất nghiệp ở nhà có nói chuyện với ai đâu. Thôi nói chung là tôi thấy là thôi khỏi gọi đi, mình phải đi qua đó mình gặp nó trực tiếp, mình nói chuyện cho nó thành ý, chứ nhiều khi nói chuyện qua điện thoại là không có hiểu được hết, hiểu không? Thì biết qua nhà nó thì ông cũng phải gọi cho nó một cuộc để ông hẹn nó ở nhà chờ mình qua chứ. Rồi 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 thôi được rồi, mà lấy máy tôi cho có thành ý nha. Ừ bắn cho tôi 20. Trời ơi trời. Thôi bây giờ không có gọi gì nữa hết trơn, bây giờ tôi dắt ông đi qua đó trực tiếp luôn nha. Rồi đi. Đi đâu mà không rủ tôi? Ủa trời đi đâu về mặc đồ đẹp vậy? Đi đám cưới mới về. Trời đất ơi. Thấy hai ông nói chuyện rơm rã quá, ghé vô đây chơi. Nói chuyện rơm rã gì? Tôi với lại thằng Tư là tính đi qua nhà ông nè. Chị? Đi qua gặp ông nói chuyện của thằng Tư. À Tư. Lúc này công việc sao? Ổn hả? Công việc tôi ổn. Cái câu đó tôi muốn tôi tính hỏi ông đó. Công việc ông ổn không? Trời đất ơi tôi công việc không, giờ tôi nói là công việc mà bừa bộn luôn. Bộn bề luôn, khách hàng gọi tới tấp vậy là thì giải quyết không kịp. Vậy là tốt rồi. Khách hàng gọi nhiều lắm hả? Công việc bồ bộn dữ lắm không? Nhiều dữ lắm không? Nói lại nghe coi nè, công việc sao hôm nay? Công việc sao? Sao ở không tháng rồi? Ở không tháng rồi đó, thấy chưa? Trời đất ơi, sĩ diện chi không biết nữa. Tới nước này rồi, đòi đi qua nhà nó gặp nó rồi mà còn sĩ diện nữa. Đây nè, thôi tao nói luôn cho. Hổm rày á, cả tháng nay là thất nghiệp à. Nằm ở nhà, rồi nãy giờ qua bên đây ngồi than. Nói chung là kêu là cũng nhận ra cái sai của mình à. Cho nên không có cập nhật nhà mẫu mới. Biết là cái đó bây giờ biết lỗi rồi, tính đi qua gặp mày là xin vô làm lại. Thôi được rồi. Tôi á, thật ra là tôi biết hết mọi chuyện của ông rồi, mà tôi hỏi chơi ông thôi. Bây giờ về công ty của tôi làm nha. Trời đất. Ủa vậy là nguyên thời gian vừa rồi mà ông biết hết rồi. Ông không có tuyển người mới làm hả? Không có tuyển người mới làm. Tôi muốn để cho ông một bài học, để ông biết lại cái lỗi của mình, để mà ông thay đổi, ông hiểu chưa? Đây nè, nó tâm sự với tôi hoài à. Nó nói là thì thấy ông thất nghiệp nó cũng thấy thương, nhưng mà nó phải làm như vậy để cho ông nhận ra ông sai, để mà ông càng ngày ông càng cố gắng hơn, ông cập nhật hơn. Cho nên nó đâu có dám tuyển người khác đâu. Hôm bữa là quá trời người là đăng ký vô luôn mà nó không tuyển. Nó kêu là nó biết chắc chắn thế nào ông cũng quay lại đó và nó cũng sẽ nhận ông vô, cho nên là nó không có nhận ai hết trơn á. Thôi Bảy, tôi nói thiệt, tôi cũng nhận ra cái lỗi lầm của mình rồi. Do cả tháng nay tôi ở nhà tôi suy nghĩ, tôi thấy rõ ràng do tôi bị cố chấp. Tôi cứ bị cái tôi của mình, tôi cứ nghĩ những cái mẫu cũ của mình á là nó đã mới rồi. Tôi ép khách hàng phải làm theo ý tôi. Bảy, thôi cho tôi gửi lời xin lỗi nha. Thật ra là hơn cả tháng trời tôi ở nhà, tôi hối hận dữ lắm, suy nghĩ nhiều lắm. Trước giờ tôi cứ nghĩ là mình hay lắm, mình giỏi lắm, tôi bảo thủ. Tôi cứ bắt khách hàng người ta phải nghe theo ý của tôi. Tôi cứ tưởng mấy cái mẫu của mình là mới nhất, là hay nhất rồi. Trời ơi, bây giờ tôi nhận ra vấn đề, tôi thấy sai, thấy mình sai, thấy áy náy quá, không biết xin lỗi ông sao cho hết lời. Thôi, tôi á mới phải là người xin lỗi ông á. Thật ra tôi kêu người khác mà cũng chưa thông báo với ông. Tôi xin lỗi ông nghe. Trời ơi, thì công việc mà không lẽ giờ tôi không làm rồi không ai làm rồi cái công ty của ông sao? Tôi thấy nha, ông cả tháng rồi ông dạy tôi một bài học vậy là
là quá hay. Nhưng mà lần sau dạy, dạy chừng tuần thôi. Dạy một tháng tôi học lố quá. Vậy vậy ông mới nhớ. Nhưng mà hứa với tôi là thay đổi nha. Thay đổi, tôi thay đổi chứ. Trời ơi, tôi mà không thay đổi là ông đuổi thẳng tôi luôn đi. Rồi lúc đó vợ con tôi đói ai lo. Nó bỏ tôi luôn, rồi, cuộc đời là tan nát luôn. Thôi nói chung là tình làng nghỉ sớm anh em với nhau không à. Thì giờ nó cũng biết lỗi rồi, thì năm sau cho đi làm lại. Ê, trời. Giỡn thôi. Mai mốt coi sắp xếp cho đi làm lại đi. Rồi. Thôi, anh em mình mãi mãi là anh em nha. Rồi. Tôi sẽ cố gắng. Cố nha. Ủa má, sao hôm nay con thấy má đem gì đâu mà quá trời, mấy túi gì con ăn sao hết? Thì má lên má chơi với con mấy ngày mà, phải đem đồ thay chứ. À, đợt này má ở lại mấy ngày hả? Yeah.